Năm 2008, thông tin về một triệu phú ở tỉnh Tứ Xuyên bị sát hại khiến dư luận một phen dậy sóng. Điều mà mọi người không ngờ đến đó là nguyên nhân gây án cũng như những tình tiết rắc rối xung quanh. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3 năm 2008, hai chị em Trần Hiểu Tĩnh lái xe về nhà sau khi dạo phố cùng nhóm bạn chơi chung với nhau thời thơ ấu. Khi bước vào cổng, Tĩnh nhìn vào căn nhà thì thấy bên trong tối om. Tĩnh nghĩ rằng không có ai ở nhà. Cô cùng em trai bật đèn pin điện thoại để soi đường, tiến vào bên trong. Tới nơi, họ phát hiện cửa chính không đóng. Ngó sang hàng xóm thì thấy điện bật sáng trưng. Họ bỗng cảm thấy có gì đó hơi kỳ quặc. Tĩnh mò mẫm công tắc trên tường để bật điện lên. Trần Hiểu Tĩnh nhấn công tắc vài lần liên tiếp nhưng không có phản ứng nào xảy ra. Dường như bóng đèn đã hỏng. Lúc này cô cẩn thận quan sát, trong phòng không có ánh sáng phát ra từ các thiết bị gia dụng. Tĩnh đoán rằng cầu dao bị ngắt. Mấy ngày gần đây, việc tương tự như vậy đã xảy ra và bố cô cũng định tìm thợ sửa nó. Sau khi cầu dao được bật lên, tất cả đèn trong nhà đều bật sáng. Cả hai nhìn thấy mọi thứ trong phòng khách hiện tại rất bừa bộn, giống như mới bị lục tung lên. Mấy chiếc ghế đầu bị lật ngửa, ngăn kéo tủ rơi ra ngoài, tấm thảm lau chân bị lật trái. Tĩnh vô cùng hoảng loạn, cô la lớn lên rằng nhà có trộm đột nhập. Người em trai Trần Hiểu Trung bình tĩnh hơn, cậu ta liền đi dạo một vòng xung quanh căn nhà xem có bất cứ thiệt hại nào nữa hay không. Khi đang di chuyển, thấy cửa phòng bố mình mở ra, cậu thận trọng tiến vào. Phòng của ông hiện tại rất bừa bộn, nhưng không có ai. Không có ai đang lục lọi bên trong, có lẽ bọn trộm đã rời đi. Trung thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên nhìn về hướng giường ngủ, Trung phát hiện chăn bông trên giường được vén lên rất cao. Bên dưới, rõ ràng là có một vật thể gì đó, to và dài. Vì tò mò, Trung nhấc tấm chăn bông lên, cậu ngỡ ngàng vì đó là bố của mình. Người bố đang trong tư thế nằm sấp, đầu nghiêng sang bên trái. Hai tay và hai chân đều bị trói chặt bằng dây thừng. Tay đặt ngược ra sau lưng, mũi miệng bị dán băng keo. Ông nằm im bất động, mắt nhắm tịt. Hai anh em hốt hoảng, vội tháo dây thừng và miếng băng keo để cứu bố. Họ cố gắng lay bố thật mạnh nhưng chẳng có tác dụng gì. Trần Hiểu Tĩnh đưa tay lên mũi kiểm tra thì xác nhận không còn hơi thở nữa. Họ bất lực khi biết bố của mình đã ra đi trước đó. Sau khi trấn an nhau, Tĩnh và Trung quyết định nối máy đến số 110 và tường thuật lại tất cả mọi việc cho cảnh sát. Khoảng 23 giờ đêm, cảnh sát huyện Nhạc Trì, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã liên hệ cho lực lượng pháp y. Họ cùng nhau di chuyển đến hiện trường vụ án. Tiếng còi rú inh ỏi khơi dậy sự tò mò của người dân xung quanh. Mặc dù đã khuya nhưng họ vẫn không ngừng kéo đến. Hiện trường là một căn nhà của chủ hộ Trần Băng, nạn nhân cũng chính là Trần Băng. Công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nhanh chóng được tiến hành. Hiện tại, đồ đạc trong căn nhà bị lục lọi, đa số mọi người đều cho rằng đây là một vụ đột nhập và cướp tài sản. Nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận thì dường như tính chất của vụ án không đơn giản như vậy. Cảnh sát phát hiện ra một chiếc điện thoại di động thuộc sở hữu của Trần Băng, một chiếc máy tính xách tay và hơn 5.000 tệ tiền mặt vẫn còn nguyên. Từ những chi tiết trên, cảnh sát nhận định khả năng cao động cơ gây án là để trả thù, còn lý do tại sao căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi thì có thể đó chỉ là hành động giả mạo hiện trường. Hung thủ muốn điều hướng lực lượng chức năng sang một vụ cướp của. Sau khi quá trình khám nghiệm tử thi hoàn tất, các bác sĩ pháp y đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngạt thở cơ học. Thời điểm tử vong là 21 đến 22 giờ cùng ngày. Trên cơ thể nạn nhân không ghi nhận vết thương gây ra bởi vật nhọn hay vật tày. Chỉ ghi nhận được một số vết xước trên tay, nghi là do kháng cự với hung thủ. Cảnh sát tìm thấy một số dấu vân tay lạ ở trên băng keo dùng để quấn mũi nạn nhân. Họ quyết định mang dấu vân tay này đi so sánh với cơ sở dữ liệu phạm tội quốc gia. Nếu như hung thủ từng phạm tội trước đó thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trong việc xác minh danh tính. Căn nhà của Trần Hữu Băng có diện tích tương đối rộng rãi với tường bao xung quanh, ngoài sân trồng nhiều cây cảnh rậm rạp. Từ ngoài cổng, phải đi một khoảng 10 mét mới vào tới nhà. Thời điểm từ 21 đến 22 giờ cùng ngày, gia đình hàng xóm ở bên cạnh không có mặt ở nhà,
họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Theo như chia sẻ của cô con gái Trần Hiểu Tĩnh, ông bố thường rất chủ quan, không cảnh giác ăn trộm. Khi ở nhà một mình, ông thậm chí chỉ khép hờ cổng, còn cửa chính và các cửa phụ đều mở toang hoang. Sau khi kiểm tra khu vực tường bao, không phát hiện có bất cứ dấu giày nào. Như vậy thì có thể hung thủ đã đi từ cổng chính vào nhà. Ngay khi tin tức cái chết của Trần Băng được truyền đi, nó ngay lập tức làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trong người dân địa phương. Không chỉ bởi nơi đây vốn dĩ trước giờ rất an ninh và một yếu tố quan trọng hơn đó là tiểu sử của Trần Băng. Theo như được biết, Trần Băng là một triệu phú tại địa phương, ông nổi tiếng về độ giàu có. Lĩnh vực kinh doanh của Trần Băng là bất động sản. Băng có xuất thân từ gia đình nông dân, mặc dù không được học cao nhưng Băng có chí tiến thủ. Ông bắt đầu từ con số 0, chỉ sau vài năm cố gắng và kiếm được hàng chục triệu tệ, đây là điều mà nhiều người ao ước. Sau khi trở nên giàu có, Băng vẫn không ngừng nỗ lực, ông đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có mảng nhà hàng, khách sạn. Hiện tại, sự nghiệp vẫn đang trên đà phát triển lớn mạnh. Vợ của Trần Băng là Chu Hồng. Hồng không phải là bà nội trợ, cô ấy tài năng, mạnh mẽ, quyết đoán, đồng thời cũng có sự nghiệp riêng của mình. Cặp đôi có với nhau hai người con, một trai và một gái, cả hai đều đã tốt nghiệp đại học. Gia đình này sống rất hạnh phúc, cho nên nhiều người dân xung quanh cảm thấy ganh tị. Sau khi thu thập được một số thông tin cơ bản, cảnh sát bắt đầu đưa ra những suy luận khác nhau. Đầu tiên là thời điểm Trần Băng qua đời. Thời điểm 21 đến 22 giờ, thường thì đây chưa phải là giờ đi ngủ. Theo logic, nếu muốn ăn trộm thì phải tránh khoảng thời gian này. Thời gian lý tưởng phải là sau 23 giờ đêm, chi tiết trên khiến cho cảnh sát cảm thấy khó hiểu. Thứ hai, tại hiện trường không phát hiện có dấu hiệu giằng co. Vậy khả năng hung thủ là tên tội phạm chuyên nghiệp, là người quen hay thậm chí hung thủ phải nhiều hơn một người? Trả lời thẩm vấn của đội điều tra, cô con gái Trần Hiểu Tĩnh đã tiết lộ một chi tiết khá quan trọng. Tĩnh kể, 2-3 ngày nay, trong nhà thường xuyên xảy ra sự cố mất điện đột ngột. Bố cô nghi ngờ hệ thống dây điện có vấn đề nên định tìm người sửa chữa, nhưng chưa kịp sửa thì sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Đối với hầu hết mọi người, đây chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng đối với cảnh sát điều tra, họ chắc chắn không thể bỏ qua chi tiết này. Cảnh sát cho rằng đây không đơn thuần chỉ là sự trùng hợp, nhất định có điều gì đó liên quan ở đây. Lực lượng chức năng nghi ngờ đây là một vụ án được lên kế hoạch từ trước. Có thể sự cố điện là do hung thủ gây ra. Giả thuyết đặt ra đó chính là hung thủ đã lân la thăm dò địa hình nhà nạn nhân, xác định vị trí cầu dao với mục đích ngắt nó. Thiếu đi ánh sáng khiến cho các thành viên trong gia đình mất khả năng kháng cự, việc ra tay cũng trở nên dễ dàng hơn. Hiện tại, đội điều tra vẫn nghiêng về khả năng đây là một vụ trả thù và mục tiêu gây án là chủ nhà Trần Băng. Từ suy luận này, một cuộc điều tra về mối quan hệ xã hội của nạn nhân ngay lập tức được tiến hành. Hai người con của Trần Băng kể lại, vào tối hôm nay, sau chuyến đi công tác trong ngày đến tỉnh Thiểm Tây, bố mình trở về nhà vào khoảng 18 giờ 15 phút. Lúc này hai anh em Tĩnh đang dùng bữa, thấy bố, họ liền mời ông dùng cơm, tuy nhiên ông lắc đầu, nói các con cứ ăn trước, mình đang đợi một người bạn đến dùng bữa sau. Vì có hẹn với nhóm bạn trước đó nên Tĩnh và Trung cũng rất tranh thủ. Khi họ vừa chuẩn bị xong, ra tới cổng thì nhìn thấy Thẩm Tuế Giang. Tĩnh và Trung không xa lạ gì với người này, ông ta là bạn học cấp 3, cũng là người nhận ân huệ của bố mình. Giang trước kia có điều kiện kinh tế không tốt cho lắm, ông sống ở quê, làm nông khá vất vả. Trong một lần Băng về quê dự đám tiệc người quen thì vô tình gặp Giang. Biết hoàn cảnh bạn bè như vậy, Băng ngỏ ý giúp đỡ. Sau khi trò chuyện thì Giang đồng ý lên thành phố làm cho Băng. Công việc chính của Băng là kinh doanh bất động sản, ông cùng với một số đối tác xây dựng các dự án nhà ở. Giang đóng vai trò môi giới tìm kiếm khách hàng mua căn hộ và ăn hoa hồng chênh lệch. Tuy nhiên, do tính chất công việc này vốn cũng khá bấp bênh, ai may mắn thì bán được nhiều, thu nhập cao, còn ngược lại thì cũng khá chật vật vì mức lương cơ bản là rất thấp. Vốn không nhanh tay lẹ miệng nên từ khi vào làm đến giờ, Giang vẫn chưa bán được căn hộ nào, tình hình tài chính hiện tại tương đối bấp bênh. Những lần trước, khi đến nhà nhậu cùng bố mình, khi bắt đầu ngà ngà say, Giang bắt đầu có những lời nói và giọng điệu như oán trách. Ông nói rằng Băng lừa mình, nói tiền lương nghề bất động sản rất cao, tin vào điều này, thế là Băng bán nhà, đưa vợ con lên thành phố ở.
để bây giờ lâm vào cảnh tù túng như vậy. Băng thì để mặc những lời oán trách này của bạn vì cho rằng lời nói trong lúc say thì chẳng nên quan tâm. Sau khi nhận thông tin từ hai người con của nạn nhân, cảnh sát liền liên hệ đối tượng tên Thẩm Quế Giang để hỏi ông ta một số chuyện. Lúc này, điện thoại của Giang không liên lạc được, cảnh sát liền cử người đến nhà trọ của ông cách đây không xa. Khi đến nơi, nhìn thấy cảnh sát, Giang tỏ ra vẻ rất hoảng hốt. Điều bất ngờ là anh ta bỗng dưng nói rằng bản thân không làm gì có lỗi với Băng cả, tại sao cảnh sát lại đến đây tìm mình. Những lời nói của Giang khiến cho cảnh sát nghi ngờ, trong khi họ chưa đề cập đến việc gì mà Giang lại tự động nói ra, có phải Giang đã làm chuyện gì đó mờ ám hay không. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn Giang và hỏi những việc làm của ông vào tối ngày hôm nay. Giang nói khoảng 18 giờ 30 phút có đến nhà Trần Băng theo như hẹn trước. Tại đây, hai người dùng bữa, đồng thời nhâm nhi ít rượu, nhưng không đến nỗi say bí tỉ. Trong cuộc trò chuyện, hai người nhanh chóng lời qua tiếng lại về vấn đề liên quan đến việc làm. Không đạt được thỏa thuận tăng lương khiến Giang vô cùng tức giận. Khi Băng vào nhà vệ sinh, Giang quyết định không nói không rằng mà rời đi. Lúc đứng dậy, Giang vô tình nhìn thấy chiếc ví tiền của Băng để trên tủ TV. Anh ta liền mở ra và lấy hết số tiền ở bên trong. Sau đó, anh lái xe một mạch về nhà, lúc này cũng khoảng 20 giờ 15 phút. Thời điểm tử vong của nạn nhân được bác sĩ pháp y nhận định là vào khoảng 21 giờ đến 22 giờ cùng ngày. Trong khi đó, Giang về nhà trước khoảng 45 phút trong sự chứng kiến của các thành viên. Từ đây, cảnh sát loại trừ Giang ra khỏi diện tình nghi. Tuy việc điều tra thẩm tuế Giang không mang lại kết quả mong đợi, nhưng ít ra từ anh ta cảnh sát biết được Trần Băng có uống rượu. Có thể do đối phương say nên hung thủ đã ra tay khá dễ dàng. Tiếp tục điều tra về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, lần này cảnh sát để mắt tới Chu Hồng, vợ của Trần Băng. Theo như thông tin từ hàng xóm, hai vợ chồng Băng và Hồng trước giờ sống rất hòa thuận. Nhưng ngược lại, theo như lời khai của Chu Hồng thì hoàn toàn khác. Thực tế là cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ như ngày hôm nay. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi tài sản ròng của Băng tăng vọt. Người ta hay nói, giàu lên thì dễ sinh tật và Băng cũng bắt đầu sinh tật xấu kể từ lúc làm ăn khấm khá. Anh giao du bên ngoài, tiếp xúc với nhiều phụ nữ nên nhanh chóng trở nên hư hỏng. Có những thời điểm, đêm nào Băng cũng ngủ bên ngoài, Chu Hồng nghi ngờ chồng ngoại tình nên cho người theo dõi. Tại một khách sạn, Chu Hồng bắt tại trận cảnh tượng chồng mình đang âu yếm người phụ nữ khác. Cô tức giận vì chuyện này nhưng không làm ầm lên mà bình tĩnh giải quyết sự việc một cách ổn thỏa. Hồng không muốn chuyện xấu này làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn nên quyết định cùng chồng ngồi lại thương thảo. Sau khi không tìm được tiếng nói chung nữa, cả hai chấp nhận cho đối phương khoảng không gian riêng tư. Hai bên được phép có người khác bên ngoài nhưng phải làm cách nào đó giấu giếm, không để cho mọi người xung quanh nhìn ra. Chu Hồng khai, vào năm 2007, cả hai đã đệ đơn ly hôn với lý do là không tìm được tiếng nói chung. Sau một thời gian hoàn tất các thủ tục pháp lý, cuối cùng họ đã ly hôn xong. Vì cả hai đều làm ăn lớn nên để không bị ảnh hưởng thì đã giấu nhẹm đi. Hơn nữa, không muốn làm ảnh hưởng đến hai con nên họ vẫn sống chung nhà như không có chuyện gì xảy ra. Họ tiếp tục duy trì hình ảnh một cặp đôi hạnh phúc, qua mắt mọi người xung quanh, thậm chí còn ký một thỏa thuận bí mật. Thỏa thuận nêu rõ ai tiết lộ tin tức ly hôn của hai vợ chồng sẽ phải bồi thường cho bên kia 1 triệu tệ, khoảng 3 tỷ rưỡi. Do mối quan hệ của hai vợ chồng rạn nứt nên cảnh sát không thể nào không nghi ngờ Chu Hồng. Giả thuyết được đặt ra là có lẽ vì giữa Băng và Hồng có những mâu thuẫn lớn nhưng vẫn cố gắng thể hiện ra bên ngoài như không có chuyện gì. Càng ngày càng thêm bực tức nên Hồng đã sát hại chồng cũ. Trước những nghi ngờ của cảnh sát về mình, Chu Hồng đưa ra những bằng chứng ngoại phạm rằng vào thời điểm khoảng 21 đến 22 giờ cùng ngày, cô đang trên máy bay cùng cấp dưới, cả hai cùng trở về sau chuyến gặp gỡ đối tác làm ăn lớn ở thành phố Trùng Khánh. Sau khi xác thực thông tin, cảnh sát kết luận Chu Hồng hoàn toàn không có thời gian phạm tội. Chu Hồng cũng tiết lộ thêm cho cảnh sát rằng chồng cô dường như đang cặp kè với nhiều phụ nữ ở bên ngoài. Họ thường trò chuyện với nhau qua điện thoại, nhưng Hồng thì không quan tâm lắm về vấn đề này do thỏa thuận về quyền riêng tư đề ra trước đó. Kiểm tra điện thoại di động của Băng, cảnh sát tìm thấy hai liên hệ thường xuyên liên lạc với Băng,
Anh ta lưu hai số liên hệ này bằng cái tên là bạn gái Tô, cái tên còn lại là bạn gái Vương. Người đàn ông vừa sống chung với vợ cũ, cùng lúc quen với hai người phụ nữ. Cảnh sát tin rằng dù cố gắng giấu giếm cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ để lộ sơ hở. Vậy liệu đây có phải là vụ án gây ra do bi kịch tình ái luẩn quẩn này hay không? Đội điều tra lập tức đã tìm ra danh tính của hai người bạn gái của nạn nhân. Từ thông tin đăng ký thuê bao chính chủ, cảnh sát nhanh chóng biết được tên họ đầy đủ của hai người. Tô Viên Hoa, 25 tuổi, là dân địa phương, trong khi đó Vương Giả Lộ mới 20 tuổi, đến từ tỉnh Thiểm Tây. Hoa là nhân viên bán hàng tại siêu thị, Lộ là nhân viên tiếp thị bia. Lần lượt thẩm vấn Hoa và Lộ, cảnh sát bất ngờ khi họ nói không biết Trần Băng là ai. Điều này thật vô lý, hai cô gái tiết lộ rằng mình đang quen một triệu phú Tứ Xuyên, nhưng anh ta không phải tên là Trần Băng. Hoa nói người yêu của cô tên Tài Phú, còn Lộ khẳng định người yêu mình là Tiểu Chiêu. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Sau khi cảnh sát đưa cho Hoa và Lộ xem ảnh của Trần Băng, thì họ xác nhận đó là người yêu mình. Như vậy thì có nghĩa là Băng đã dùng tên giả để dễ dàng tiếp cận phụ nữ. Hai tình nhân của Băng cũng tiết lộ rằng thứ họ cần chỉ là tiền trong túi đối phương mà thôi, thật ra chẳng có chút tình cảm gì với anh ta cả. Họ cũng không quan tâm về việc ngoài mình Băng có quen những ai, cứ mỗi đầu tháng anh ta chu cấp tiền đều đặn là được. Trên thực tế, Trần Băng chi tiêu rất nhiều tiền cho nhân tình, nên việc họ ra tay sát hại Băng thì nghe hơi vô lý. Nếu Băng mất đi thì còn ai cho tiền họ nữa? Đội điều tra cũng dần loại bỏ mối nghi ngờ về hai nghi phạm Tô Viên Hoa và Vương Giả Lộ vì xét thấy họ không có động cơ gây án rõ ràng. Rốt cuộc, hung thủ là ai và người này thật sự có liên quan gì với nạn nhân? Cuộc điều tra về mối quan hệ xã hội của Trần Băng vẫn tiếp tục được tiến hành sau đó. Lúc này đã vài ngày trôi qua kể từ sau khi sự việc được phát hiện. Nhiều người dân xung quanh cũng không ngừng đưa ra phỏng đoán riêng. Có người cho rằng hung thủ là con nợ, cố gắng sát hại Băng để khỏi trả nợ. Cũng có người cho rằng trong quá trình làm ăn kinh doanh, nạn nhân đắc tội với ai đó nên bị trả thù. Vô số các tình huống không ngừng được đặt ra, đội điều tra vẫn tiếp tục chia ra thành nhiều nhóm nhỏ để thẩm vấn những người xung quanh, bao gồm bạn bè, người thân, đối tác và hàng xóm. Tại nhà của Trần Băng, cảnh sát phát hiện ra rất nhiều giấy tờ giả, bao gồm chứng minh nhân dân, bằng lái xe, bằng tốt nghiệp, thậm chí còn có cả thẻ ngành cảnh sát. Ngoài phát hiện thêm số lượng lớn tài liệu của chính phủ, khuôn và các dụng cụ phục vụ cho mục đích làm tiền giả. Dường như Trần Băng có vẻ ngoài sáng sủa, nhưng thực sự không đơn giản như vậy. Cảnh sát lại tiếp tục đưa ra suy luận mới. Họ cho rằng Băng dùng những giấy tờ giả và văn bản công vụ này để lừa đảo. Cuối cùng, những đối tượng mắc mưu đã tìm đến trả thù. Và nếu sự thật là như vậy thì họ là ai? Thời điểm các cảnh sát đang cố gắng tìm hiểu về vấn đề giấy tờ giả của Băng thì họ ghi nhận thêm một số thông tin quan trọng khác. Cụ thể, vài ngày trước khi Băng bị sát hại, có hai người đàn ông lạ đã lang thang gần nhà Băng. Họ hỏi người dân về địa chỉ nhà Băng, hỏi thăm các thành viên trong nhà và giờ giấc sinh hoạt của họ. Cảnh sát cho rằng có thể những đối tượng này là nghi phạm mà họ đang tích cực tìm kiếm. Ông Lý hàng xóm còn từng nhìn thấy một đối tượng trong số họ đã sử dụng điện thoại công cộng trong khu vực. Từ thông tin mà người dân cung cấp, cảnh sát ngay lập tức đến bốt điện thoại công cộng để kiểm tra. Tuy nhiên, họ vấp phải khó khăn đó là không thể nào nhận diện được gương mặt vì đối tượng đội mũ và có xu hướng cúi gằm mặt xuống đất. Sau quá trình sàng lọc, cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra chủ nhân của số thuê bao mà hai người đàn ông lạ mặt gọi vào lúc đó. Chủ nhân của thuê bao tên là Trần Sang, 35 tuổi. Điều đáng chú ý, Trần Sang trước đây từng là một thành viên của băng nhóm xã hội đen. Nhóm này hoạt động chủ yếu ở Quảng Châu. Trong quá trình tìm hiểu về hành tung của Sang, cảnh sát phát hiện ra anh ta từng đến huyện Nhạc Trì, tức là địa phương xảy ra án mạng. Chỉ một ngày sau vụ án, Sang vội vàng giục gia đình thu dọn hành lý và lập tức trở về Quảng Châu. Hành vi bất thường này khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Trần Sang trở thành một cái tên ở trong danh sách những nghi phạm. Từ địa chỉ quê nhà ở Quảng Châu, đội điều tra ngay lập tức cử người đến đây cùng với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương lên kế hoạch bắt giữ anh ta. Khám xét nhà Trần Sang, cảnh sát đồng thời tìm thấy điện thoại thông minh. Người nhà xác nhận Băng có sở hữu hai điện thoại
đây là chiếc điện thoại thứ hai của anh ta. Tại đồn cảnh sát, Trần Sang vặn vẹo, nói rằng mình không hề quen biết ai tên Trần Băng, cũng chưa từng tới huyện Nhạc Trì bao giờ. Anh ta nói cảnh sát không có lý do gì để giam giữ mình, thậm chí là còn la lớn đòi kiện họ việc giam giữ trái phép. Mặc dù đã ngồi trong phòng tạm giam rất lâu, nhưng cảnh sát vẫn không thể nào cậy miệng nghi phạm. Trần Sang vẫn đinh ninh một điều là anh ta bị oan và nói những hành vi của lực lượng chức năng rõ ràng là đang ép cung. Trước đối tượng cứng đầu như vậy, cảnh sát điều tra bắt đầu dùng đến phương pháp mềm mỏng. Vợ Sang đang mang bầu, ngoài ra Sang còn có một người mẹ lớn tuổi. Cảnh sát muốn thông qua người thân để khuyên nghi phạm tiết lộ sự thật. Quả nhiên, phương pháp này hoàn toàn hữu hiệu. Cuối cùng, lời nói của người thân đã khiến Trần Sang bị lung lay. Sang khai, mình chính là hung thủ sát hại Trần Băng, nhưng hắn ta không hành động một mình mà còn có sự hỗ trợ của đồng bọn. Người này tên Giang Văn Húc, 29 tuổi. Sau khi nghe lời thú nhận của Trần Sang, thông qua chỉ điểm, lực lượng chức năng lập tức triển khai một cuộc truy đuổi nghi phạm còn lại, Giang Văn Húc. Giang Văn Húc sống một mình tại căn phòng trọ trên đường Hải Phường, huyện Nhạc Trì. Thời điểm bị bắt, Húc đang nằm trên nệm, đeo tai nghe nhạc tại phòng. Khác với biểu hiện của Trần Sang, sau khi gây án, Húc bình chân như vậy, hoàn toàn bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tại đồn, Giang Văn Húc nói, tôi hoàn toàn không quen biết với Trần Băng, tôi chỉ biết rằng anh ấy rất giàu. Nhưng quả thực, tôi không muốn làm điều này, có người đã xúi giục tôi, chúng tôi không muốn mạng sống của anh ấy một chút nào. Húc run rẩy nói, biểu hiện khác xa lúc được cảnh sát tìm thấy. Theo Húc, người đứng sau ra lệnh cho bọn họ là Thái Kỳ Hồng, 39 tuổi. Nhưng mục tiêu của chúng không phải là Trần Băng, mà là vợ Trần Băng, nữ doanh nhân Chu Hồng. Trần Băng chỉ là vô tình bị vạ lây. Sau khi nghe đến đây, các cảnh sát cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vậy rốt cuộc, sự thật gì ẩn chứa bên trong? Câu trả lời nhanh chóng có được sau khi Thái Kỳ Hồng bị bắt. Hóa ra, Thái Kỳ Hồng cũng kinh doanh bất động sản và có một số dự án hợp tác với công ty của Trần Băng. Công ty bất động sản của Băng trước giờ luôn do một tay vợ anh, cô Chu Hồng quản lý. Chu Hồng khi làm việc luôn luôn quyết đoán và đặt ra nguyên tắc riêng của mình. Trong các cuộc họp chung, Thái Kỳ Hồng luôn đưa ra những ý kiến mà Chu Hồng cho là vô cùng vô bổ. Hai người bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau gay gắt. Chu Hồng vốn nóng nảy, trong cơn tức, liền tát mạnh đối phương, khiến cho anh ta bị quê trước mặt đám đông. Thái Kỳ Hồng đương nhiên không phục, nhưng do bản thân vốn không giàu có bằng, địa vị không cao hơn đối phương nên quyết định chọn cách im lặng, chỉ cúi gằm mặt, không đáp trả. Trong lòng thì ngược lại, Thái Kỳ Hồng cho rằng mình đã bị sỉ nhục nghiêm trọng. Kể từ đó, trong đầu Thái Kỳ Hồng luôn có thái độ hằn học với Chu Hồng. Hắn ta có ý định xấu, muốn trả thù cô. Một ngày nọ, Thái Chu Hồng trong lúc uống rượu đã phàn nàn với huấn luyện viên võ thuật Bành Xuân Sơn về câu chuyện xích mích giữa mình với Chu Hồng. Bành Xuân Sơn rất bất bình sau khi nghe câu chuyện của bạn, liền hứa sẽ giúp Thái Kỳ Hồng đối phó với Chu Hồng. Thái Kỳ Hồng chỉ nghĩ đến việc chút giận nên hứa thưởng cho Sơn một phần thưởng lớn nếu hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng mà Thái Kỳ Hồng đưa ra là rất cao. Sơn lập tức hành động. Thái Kỳ Hồng cũng có một yêu cầu rằng nhất định phải thấy máu của Chu Hồng. Vậy là Bành Xuân Sơn ra lệnh cho học trò Vương Bố xử lý sự việc. Vương Bố không trực tiếp ra tay mà chuyển tiếp lời đề nghị này cho người học viên Dương Hải Quân và Giang Văn Húc. Sau khi tìm hiểu, Dương Hải Quân thấy Chu Hồng thường có vệ sĩ vây quanh nên biết tình thế sẽ không dễ dàng. Thế là Dương Hải Quân và Giang Văn Húc quyết định lừa dối Thái Kỳ Hồng bằng cách bôi một ít máu chim bồ câu lên lưỡi dao, nói rằng đã sát hại Chu Hồng thành công rồi lấy của đối phương 6.600 nhân dân tệ, khoảng 23 triệu tiền Việt. Thái Kỳ Hồng rất vui mừng khi nhìn thấy con dao dính máu, nhưng không ngờ đây chỉ là một cú lừa. Không lâu sau đó, Thái Kỳ Hồng lại nhìn thấy kẻ thù đang lảng vảng trước mặt mình, mới ngộ ra bản thân đã bị bọn côn đồ kia lừa. Thái Kỳ Hồng tức giận, đi nói chuyện này cho người bạn huấn luyện viên võ thuật Bành Xuân Sơn. Đối diện với vị huấn luyện viên, Giang Văn Húc sợ trừng phạt, nhanh chóng đề nghị cho bản thân một cơ hội để sửa sai. Nghe vậy, Thái Kỳ Hồng đồng ý và nói, đây là lần cuối cùng, nếu anh không làm đúng thì đừng trách tôi. Trong khi cùng Dương Hải Quân thăm dò tình hình, Giang Văn Húc liên lạc với một người khác
tên Trần Sang tại bốt điện thoại công cộng. Trần Sang đã từng ngồi tù vì tội trộm cắp, cho nên Húc tin rằng Sang có kinh nghiệm và chắc chắn sẽ xử lý tốt. Với số tiền thưởng lớn được đưa ra, Trần Sang chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Lúc này, Dương Hải Quân cũng tự nguyện rút lui, không tham gia vào việc trả thù nữa. Cả hai bắt đầu ngồi lại cùng nhau lên kế hoạch gây án. Chúng quyết định ra tay vào ban đêm, dự định cắt điện trong nhà Trần Băng, sau đó dụ Chu Hồng ra ngoài kiểm tra. Và để thành công, chúng đã trải qua mấy lần thăm dò tình hình, diễn tập ngắt cầu giao nhà Trần Băng. Hai người đã đặc biệt chuẩn bị dây thừng và một khẩu súng giả phòng trường hợp Chu Hồng chống cự. Tuy nhiên, ngày gây án, mọi chuyện lại chẳng diễn ra theo kế hoạch. Không phải Chu Hồng ra ngoài kiểm tra cầu giao điện, mà là chồng cô Trần Băng. Lúc này, chúng cũng phát hiện ra rằng Chu Hồng hiện không có nhà. Giang Văn Húc và Trần Sang vô cùng thất vọng, nhưng bọn họ không muốn từ bỏ cơ hội, vẫn quyết tâm lấy cho bằng được số tiền thưởng lớn kia. Vì thế hai người quyết định gọi điện cho Thái Kỳ Hồng. Thái Kỳ Hồng không hề biết vợ chồng Trần Băng đã ly hôn, hắn cho rằng dạy dỗ chồng của Chu Hồng cũng giống như dạy dỗ cô ta. Cứ như vậy, Húc và Sang tiếp tục kế hoạch, chúng lao tới, dùng dao khống chế Trần Băng giữ im lặng, sau đó kéo anh ta vào phòng ngủ rồi trói lại. Mặc dù Trần Băng cầu xin sự thương xót nhưng vẫn bị đánh. Ngay khi hai tên côn đồ định trộm cắp rồi rời đi thì vô tình tìm thấy thẻ ngành cảnh sát của Trần Băng. Điều này khiến cho cả hai sợ hãi. Chúng lo lắng Trần Băng được thả ra sẽ bắt mình. Sau khi thảo luận, chúng lại dùng băng dính quấn nhiều lần vào mũi và miệng của Trần Băng để anh ta không thể la hét. Vì Trần Sang trước kia từng có tiền án nên hắn không trực tiếp chạm vào sợi băng keo vì sợ bị lộ. Giang Văn Húc là người làm việc này. Chúng liền đắp chăn lên người nạn nhân, ban đầu không có ý định sát hại, nhưng không may Trần Băng bị ngạt thở nên đã tử vong. Bành Xuân Sơn biết mình đã gây ra tai họa lớn nên đã bỏ võ đường và trốn đến Hàng Châu, sống một cuộc đời vô danh. 3 năm sau, cuối cùng anh ta cũng bị bắt và bị đưa ra công lý. Sự thật của vụ án được đưa ra ánh sáng, Giang Văn Húc và Trần Sang, những kẻ gây ra cái chết, bị tòa tuyên án tử hình treo, còn Thái Hồng Kỳ, kẻ chủ mưu đằng sau, bị kết án 10 năm tù. Còn về việc Trần Băng lưu thông các văn bằng giả, cảnh sát sau này đã điều tra ra được anh ta có một số hoạt động kinh doanh phi pháp, cho nên một số tài sản cuối cùng đã bị tịch thu. Tình huống trong vụ án này thật trớ trêu, Chu Hồng may mắn thoát nạn và Trần Băng lại vô tình trở thành nạn nhân. Theo như lời khai của những kẻ sát nhân, thật ra ban đầu chỉ định đánh Trần Băng vài trận rồi trộm đồ và rời đi, nhưng không ngờ phát hiện ra thẻ ngành cảnh sát nên đã có những hành động thiếu suy nghĩ. Các bạn nghĩ sao về vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.